Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Bản tin hôm nay gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau. Bí thư tỉnh ủy thăm công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3. Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18. Việt Nam đón gần 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 7 tháng năm 2024. Hôm nay là hạn cuối để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 30 tháng 7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đang thi công trên công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3, đoạn qua địa bàn huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn. Đến thăm công trường thi công tại xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống và xã Cát Sơn, thị xã Nghi Sơn, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, dự án đường dây 500 kV mạch 3 là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước, nhằm truyền tải điện từ miền Nam ra miền Trung và miền Bắc, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tỉnh Thanh Hóa xác định đây là công trình trọng điểm của trọng điểm. Trên địa bàn có 131 km đường dây với 299 vị trí cột, đi qua nhiều địa hình từ đồng bằng đến miền núi. Để triển khai dự án, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ ban ngành trung ương và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất. Chính vì vậy, Thanh Hóa là một trong những địa phương đã bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công móng cột khoảng néo sớm nhất. Cùng với làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phát huy truyền thống hậu phương lớn cho tiền tuyến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ, sẻ chia, động viên cán bộ, kỹ sư thi công trên công trường bằng cả vật chất và tinh thần. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bí thư tỉnh ủy trân trọng cảm ơn người dân đã chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án. Đánh giá cao các nhà thầu, cán bộ, kỹ sư trên công trường đã không quản ngại khó khăn, vượt qua thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở với tinh thần vượt nắng thắng mưa trong thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá cao cấp ủy, chính quyền các địa phương có dự án đi qua đã vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ triển khai dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các nhà thầu cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương cần rà soát lại các hạng mục để đảm bảo cho công trình được thông suốt. Phần đầu đến ngày 15 tháng 8 năm 2024 sẽ hoàn thành kéo dây đoạn tuyến Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 được tổ chức để xem xét vào các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tạo cơ chế pháp lý đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Trước khi bước vào kỳ họp, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn, một nhà văn hóa lớn, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, vị lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định các tờ trình gồm: Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh Thanh Hóa lần 1, chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 68 trụ sở làm việc công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa năm 2024, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thanh Hóa, nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 đợt 4. Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại nghị quyết số 301 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023 đã được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 đợt 2. Với tinh thần tập trung dân chủ, nghiên cứu kỹ các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 đã thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị: Ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo để cụ thể hóa các nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị đi ngay vào cuộc sống. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua được tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.
Sáng ngày 30 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2024. Với thành tích 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam gồm 4 học sinh xếp vị trí thứ 2 trong tổng số 89 quốc gia, vùng lãnh thổ dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2024. 3 học sinh giành huy chương vàng gồm Nguyễn Hữu Tiến Hưng, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Giáp Vũ Sơn Hà, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Trần Đăng Khôi, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Hà Nội. Huy chương bạc thuộc về em Đỗ Phú Quốc, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam. Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 56 được tổ chức từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2024 tại Ả Rập Xê Út với tổng số 327 thí sinh dự thi. Trong bảng tổng sắp huy chương so với các đội tuyển quốc gia khác, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng 2 với đoàn Hoa Kỳ và chỉ xếp sau đoàn Trung Quốc. Thành tích năm nay của đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp nối những thành tích ấn tượng tại các kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế trong 5 năm gần đây, với tổng số 20 lượt thí sinh dự thi từ năm 2020 đến năm 2024. Đoàn Việt Nam xuất sắc giành 20 trên 20 huy chương, trong đó có 17 huy chương vàng và 3 huy chương bạc, liên tục nằm trong top 3 nước dẫn đầu tính theo số lượng huy chương vàng. Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 năm 2024 đạt 1,15 triệu lượt, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019. Theo Tổng cục Thống kê, hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó khách du lịch châu Á tăng 57% từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Một tín hiệu tích cực là dù đang mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, nhưng lượng khách từ các thị trường trọng điểm từ châu Âu đến Việt Nam trong tháng 7 năm 2024 vẫn gia tăng so với tháng trước. Mùa cao điểm du lịch quốc tế sẽ đến trong những tháng cuối năm, cùng với hàng loạt hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở nhiều thị trường trọng điểm được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích giúp ngành du lịch Việt Nam sớm đạt mục tiêu đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay 30 tháng 7 là ngày cuối cùng để thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Sau 17 giờ chiều nay, hệ thống tuyển sinh chung đã đóng để phục vụ công tác xét tuyển. Việc xét tuyển sẽ theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cao nhất nếu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến trưa ngày 29 tháng 7, đã có hơn 700.000 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, tăng khoảng 60.000 em so với cùng thời điểm năm 2023. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong đăng ký xét tuyển, các trường đại học đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký. Một số trường đã có dự báo điểm chuẩn trúng tuyển. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần thanh toán lệ phí xét tuyển. Mức phí cho mỗi nguyện vọng là 20.000 đồng. Tính đến hết quý 2 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhiều năm, đặc biệt có đơn vị nợ hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý như công ty trách nhiệm hữu hạn FLC Sầm Sơn Golf and Resort có 358 lao động chậm đóng 39 tháng so với số tiền 31.428 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa chậm đóng 91 tháng với số tiền 17.108 tỷ đồng. Công ty cổ phần Lilama 5 chậm đóng 57 tháng với số tiền 11.559 tỷ đồng. Công ty cổ phần xi măng Công Thanh chậm đóng 20 tháng với số tiền 4.534 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên GLJ Vina chậm đóng 49 tháng với số tiền 5.801 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, đối với khối hành chính sự nghiệp, trong 17 đơn vị nợ từ năm 2022, tính đến nay còn có 7 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, gồm Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa Hàm Rồng chậm đóng 10 tháng với hơn 195 triệu đồng, Trung tâm Thông tin Ứng dụng Chuyển giao Khoa học và Công nghệ chậm đóng 8 tháng với gần 229 triệu đồng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thanh Hóa chậm đóng 3 tháng với gần 528 triệu đồng. Bộ Công an vừa xây dựng dự thảo thông tư về xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó nghiêm cấm việc can thiệp, truy cập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên hệ thống giám sát giao thông. Các hành vi bị nghiêm cấm gồm ngăn chặn việc trao đổi thông tin trên mạng, can thiệp, truy cập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên hệ thống giám sát giao thông.
gây ảnh hưởng cản trở trái phép hoạt động bình thường của hệ thống thông tin hoặc khả năng truy cập hệ thống giám sát giao thông của người dùng, tấn công vô hiệu hóa, làm mất tác dụng của các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, tấn công chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống giám sát giao thông, phát tán thư giác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo, tự ý thay đổi, gỡ bỏ biện pháp bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống, chia sẻ tài khoản, mật khẩu, sử dụng tài khoản, mật khẩu của người khác để tiến hành các hoạt động nghiệp vụ khi chưa được ủy quyền bằng văn bản, kết nối cài đặt thêm các phần mềm, thiết bị và hệ thống khác vào hệ thống giám sát giao thông khi chưa được đơn vị quản lý cho phép. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.